Hello anh em nhá, chào mừng em đến với kênh của mình. Mình là No Way đây anh em ơi. Nay thì vẫn tiếp tục vào game Cao Win kiếm tiền anh em nhá. Thật sự để nói thì con game Cao Win này là một con game kiếm tiền khá là dễ, nhất là về con game đặt bài. Đặt bài thì mình luôn nói với anh em là chúng ta hay chơi cái vốn nó nhỏ nhỏ thôi. Nếu mà ăn ý, thì là cũng là rất là ngon. Còn nếu mà đen ấy, nên mà thua ấy thì cũng không sao cả, vì là cái vốn của chúng ta chuẩn bị rất là nhỏ luôn, so với là số tiền chúng ta mất thì nó cũng không đáng là bao nhiêu cả nhá. Mình hôm nay thì có là 400k, mình lật bài thôi. Lật bài thì luôn luôn là lúc nào cũng thế thôi, cứ liều liều. Nếu mà đỏ thì chúng ta ăn to, còn mà cái trường hợp mà chúng ta đen ấy thì thôi anh em, coi như là mất tiền thôi anh em ạ. Ôi trời ơi, chuồn là chuồn, rô là rô này, chuẩn rô này, ngon này, 700 rồi kìa, đấy thấy chưa. Thì mình chưa lật bài thì cũng gọi là khá là liều đúng không? Anh em nào theo dõi mình từ lâu thì cũng biết được là cái phương pháp của mình thì cũng là gọi là liều ăn nhiều, chứ không có gọi là cái mẹo gì hay hoặc là cái mẹo gì nó gọi là nó ok đâu. Rô phát này, trên phát này, chuẩn này, đây là một cổ 6 này này, cơ phát nào, chuẩn cơ này, dưới này, trên phát nữa này, rồi lên được 2,5 được kìa. Đấy, quả này thì mình sẽ ôi lồn anh em ạ, bấm lồn anh em, bấm lồn, quả ấy là mình bấm lồn anh em nhá. Thật sự thì mình thì cũng không có nhiều mẹo đâu, chẳng qua mình cũng nhìn mấy tay trước xong rồi đánh mấy tay sau thôi nhá. Anh em thử nhìn nhá, quả này là chuồn này, chuồn ấy thì ra chuồn tiếp này, đây thấy chưa. Thì mình chia ra cứ đánh theo cái kiểu gọi là kinh kinh nghiệm thôi, chứ cũng không phải là đánh theo phải là những cái gì mình học được thôi nhá. Anh em nào mới chơi ấy, thì anh em hãy nạp vốn nó nhỏ nhỏ thôi, tầm khoảng là vài 300, chơi mà thấy ok thì anh em nạp vào tiếp anh em chơi, còn không thì anh em cứ gọi là cái vốn nhỏ mà chuyển cho mình. Một khi mà anh em chơi vốn nhỏ quen rồi đấy thì anh em nạp vốn to vào rất là dễ ăn. Còn mà anh em mà chơi chưa quen ấy, anh em mà đã nạp vốn to vào ấy, nếu mà đen anh em thua ấy thì rất là dễ toang luôn ấy, rất là dễ toang luôn. Mình biết mà, vì mình chơi rất là nhiều rồi, nhiều lúc mình kiểu mình chơi vốn rất là to luôn nhưng mà mình ăn được rồi nhưng mình không nghỉ anh em ạ. Ai cũng thế thôi, chơi con game đặt bài này là có một cái gọi là nó rất là tham luôn, kiểu cái lòng tham của mình nó không giữ được ấy, kiểu chơi mà ăn rất là nhiều. Vì anh em nãy giờ mình anh em thấy đấy, mình chơi mà có nhiều lúc mình ăn đây đây như này. Ui chuồn là chuồn, bích là cơ này, bích là bích cả dưới này, dưới phát nữa này, ok này. Cái đoạn này anh em lật nhỏ nhẹ lại cho mình một tí nhá. Chuồn là chuồn, cơ phát nào, rô là rô à, bích nào. Đây, đoạn này hơi khó tí anh em này, hơi khó tí. Và đoạn nào mà lật khó thì anh em nên 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 giảm cái tiền xuống nhá, để cho giữ cái sự an toàn nhá, càng an toàn càng tốt thôi anh em ạ. Chứ mình lật đây như này mà lật mà kiểu là đến cái ngưỡng này rồi mà giờ mà đen lên thua một cái là rất là khổ luôn ấy. Rô là rô này, trên nào, đen nào, trên nào, trên cái nữa nào, ui đen thế, lên 2 củ luôn nào, trên nào, dưới nào, ok này, lên 7 củ rồi này, đỏ nào, dưới nào, ok lên 8,8 này, cơ phát nào, rô nào, sao nhiều bích thế nhở. Nãy giờ là mình thấy nhiều bích vãi luôn đấy. Ủa bích này, chuẩn này, lên 11 củ rồi này. Đây, nay thì mình chơi như này thôi, lật bài thì đối với mình nó quá đơn giản luôn anh em ạ. Thật sự để nói thì mình cũng không phải là kiêu cao, gọi là kiêu căng cái gì đâu. Nhưng mà đối với mình là lật bài nó khá là dễ. So với những con game khác ấy, là con lật bài là một con game nó dễ nhất ấy. Rô tiếp này, tuần này, trên này, rồi ok luôn, lên 15M rồi kìa. Dưới phát này, trên này, dưới này, đỏ cái nữa này, ui tiếc thế quá, tiếc quá. Chuồn là chuồn này, rô là cơ phát này, dưới nào, đỏ đi, đen nào, trên nào. Đoạn này hơi khó này anh em này, dưới này, trên này, trên cái nữa này, mẹ tiếc vãi lờ luôn ấy. Dưới này, nhận cái đã nhá, đoạn này nhận cái đã chứ mẹ xuống ấy là hơi toang ấy. Ui dồi, 3 là 2. Ui dồi, dưới này, nhận cái đã nhá, mẹ rung phết đấy anh em nhìn thấy mẹ, tôi là người lật mẹ tôi khá rung ấy. Nhận này, 13M lại rồi này, trên này, 3 4 đau chứ, trên dưới này, trên này, dưới phát này, ok 16M rồi kìa. Đen phát này, bích phát đi, tuần nhiều thế nhở. Ui giời ơi, giờ mà nó đã bích nè, giờ nó đã bích nè. Thôi nhận thôi, nhận thôi mẹ, quẩy tôi rung quá, tôi chả biết đặt là cái gì. Trên phát nào, ok lại 15M này, dưới nào, đen phát đi, trên phát nữa, ok luôn, 20 rồi anh em ơi, 20 rồi, 20 củ rồi anh em ơi. Dưới này, vốn có 400k thôi anh em nhá, vốn có 400k thôi chứ không phải là nhiều gì đâu nhá. Trên này, dưới này,
đỏ cái nữa đi. Tiếc quá, tiếc quá. Ui dồi ôi, dưới phát, trên phát nào, dưới phát nữa. Ok luôn, lên lại này. Mẹ rung phết đấy, chứ không phải đùa đâu anh em ơi. Mẹ chơi cái này nó không phải là gọi là đơn giản đâu nhá. Anh em nhìn thì nó đơn giản vậy thôi, chứ mọi người vào chơi là nó khá là tâm lý. Ai chơi cũng thế thôi, ai cũng ui dồi ôi, toàn thế. Dưới phát nào, nhận cái đã nhá, nhận cái đã nhá. Mẹ quấy mình cũng rung ấy, thật nó thật anh em. Ui dồi ôi, dưới này, trên nào. Ui ba đập ba. Đây 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 đây, nhận được lại rồi này. Dưới này, đen phát nào, trên phát. Ok luôn, 26 củ rồi kìa. Dưới này, đỏ này, bích phát nào, trên nào, trên phát. Ui dồi ôi, toàn thế. Đỏ lắm. Dưới nào, chuồn nào, trên nào, trên nào, dưới nào. Ok này, lên lại mười mấy mờ này. Ui dồi ôi, đỏ đi. Dưới nào, nhận cái đã này. Mình loại này mình khá là rung em ạ, nói thật với em là rung vãi luôn ấy, rất là rung. Vì thứ nhất là nó cũng xuống tiền khá là nhanh, xóa khá là nhiều. Một khi mà đã xuống tiền ấy thì ai cũng thế thôi, ai cũng rung thôi. Cái tâm lý của người người chơi chung là như thế mà. Đỏ này, mình hạ xả xuống một tí nhá. Đỏ này, trên này, dưới này, trên này, nhận cái đã nhá. Rung phết anh em ạ, rung 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 phết đấy. Dưới phát nữa này. Ok 23M lại này, dưới này. Dưới phát nữa này. Ui, tiếc thế nhỉ. Rồi ok, 26M rồi kìa. Dưới phát này. Ui cơ là cơ à. Rô này. Rồi ok, 30M rồi anh em ạ, 30M rồi. Cũng gọi là cái gì đấy nó ngon ngon nghẻ rồi anh em ơi. Dưới phát nữa. Ok 31M này. Đỏ này. Trên này. Dưới này. Trên phát nữa này. Ui giời, 3 ra 2 à, đen này. Trên phát nào. Dưới nào. Ok, 31 rồi này. Dưới nào. Đỏ phát nữa đi. Nhận nào, 34 rồi, 34 rồi. Đỏ tiếp này. Chuồn nó rô này. Rô chuồn nó chuồn này. Trên nào. Đen nào. Rung ấy, rung phết đấy. Chắc mình có lẽ mình sẽ nghỉ ở đâu đây anh em, nghỉ 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 chứ lật thêm mình cũng khá là rung. 30M lại này, chuồn phát nữa này, rô bích chuồn. Ok 30 37M rồi kìa. Cố gắng này, cố gắng một ít nữa là nghỉ nào, cố gắng một ít nữa là nghỉ nào. Khó thế nhở, cái đoạn này mình định ăn phát mà nghỉ luôn mà nghe cũng vẻ hơi khó tí. Ok này, 37M này, bích này, rô này, đỏ này, dưới này, nhận này, 36M này, cơ này. Ok luôn em nhá, 42M. Từ vốn 400k lên 42M rồi em ạ. Cũng như hôm qua cũng 300k lên 42M. Hôm nay cũng thế, quá là ngon rồi em ạ. Tầm này là như thế là quá là ok rồi, chứ không tham nữa. Nếu mà có tham thì mình cũng là đặt tầm vài tay để tầm 45M là mình nghỉ nhá. Chứ mình nghĩ là mình tham là cũng khá là dễ toang ấy. Dưới phát nào. Ok này, 44M rồi kìa, đỏ này. Đen trên này. Nhận này, 40 mấy M rồi kìa. Dưới phát này. Ok nhá, coi như này này, 45M nha anh em nhá. Chốt lại nhá. Ok, bye bye anh em.